Trưa ngày 12 tháng 6, thêm 89 ca COVID-19 tại năm tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết đến trưa nay, nước ta có 89 ca COVID-19 mới, nâng tổng số lên 10.137 ca bệnh. Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là hai địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 6, nước ta có 89 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân 10.049-10.137. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 88 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, 55. Thành phố Hồ Chí Minh, 20, Bắc Ninh, 10 Hà Tĩnh 3, trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ca bệnh BN10108 tại tỉnh An Giang, nam 3 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, ngày 11 tháng 6, trẻ từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhi được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. 88 ca ghi nhận trong nước, ca bệnh bệnh nhân 10.049 bệnh nhân 10.051, BN10067, BN10071, BN10073, bệnh nhân 10.075 bệnh nhân 10.077, BN10079 tại tỉnh Bắc Ninh. 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 10 đến ngày 11 tháng 6 dương tính với SA, cov 2 ca bệnh bệnh nhân 10.052 bệnh nhân 10.066 bệnh nhân 10.068 bệnh nhân 10.070 BN 10072 BN 10074 BN 10078 bệnh nhân 10.080 bệnh nhân 10.084 bệnh nhân 10.088 bệnh nhân 10.107 bệnh nhân 10.109 bệnh nhân 10.117 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công dân làm tại các khu công nghiệp kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ca bệnh bệnh nhân 10.085 bệnh nhân 10.087 tại tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh bệnh nhân 10.118 bệnh nhân 10.137 tại thành phố Hồ Chí Minh. 5 ca liên quan đến nhóm trường giáo Phục Hưng, 12 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10 đến ngày 11 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 12 tháng 6, số ca COVID-19 tại nước ta đã vượt qua con số 10.000 với 58 trường hợp tử vong. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, 6.936 ca. Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2: lần 1: 368, lần 2: 105, lần 3: 61. Số ca tử vong: 58 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.804 ca.